Thầy đưa ra một số ví dụ ở dạng tự luận chúng ta cùng làm nhé. Câu số 1. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 8 cos vòng ngoặc 2pt trừ pi trên 6, đơn vị là cm. Câu hỏi A. Trạng thái dao động của vật tại thời điểm ban đầu. Câu hỏi B. Pha và trạng thái dao động của vật tại thời điểm t bằng 1,25 giây. Được chưa các em? À các em nhìn đây ạ. Khi làm bài tập kiểu như thế này, các em phải đặt cho thầy một câu hỏi là phương trình ly độ của vật này đã đúng dạng cơ bản hay chưa? Dạng cơ bản ở đây là dạng gì? Là A cos omega t cộng phi hoặc A sin omega t cộng phi. Và dấu của chúng, các em chú ý nhé, dấu của chúng biên độ A phải lớn hơn 0, tần số góc omega phải lớn hơn 0. Như vậy em nhìn vào dạng phương trình này đề bài cho, đã chuẩn rồi đúng không ạ? Bắt đầu ta đi nào. Nhá, chúng ta cùng bắt tay làm nào. Câu A, đề bài xác định trạng thái dao động của vật tại thời điểm ban đầu. Nhớ, thời điểm ban đầu chính là t của thầy bằng bằng 0. Mà trạng thái dao động thầy đã trình bày rồi, đó là chúng ta cần biết được ni độ x và vận tốc v, đúng nhỉ? Tại t bằng 0 thì em hoàn toàn xác định được ni độ x của thầy đây bằng gì ạ? X đây bằng 8 nhân với cos của gì? Các em chỉ việc thay t bằng 0 vào phương trình thôi, đúng nhỉ? Cos của trừ pi trên 6 và vận tốc v thì bằng gì ạ? Trừ a omega nhân với sin của trừ pi trên 6. À, thầy vừa trình bày với các em rồi, vận tốc v chúng ta chỉ cần xét đến dấu mà chúng ta không quan tâm đến giá trị bằng ở phía ngoài này, được không các em? Vậy thì chúng ta không cần phải ghi a là gì, omega làm gì cho nó có thời gian ra, được không nhỉ? Đây ạ, các em nhìn xem, cos của trừ pi trên 6 tức là cos của trừ pi 6 bằng căn 3 trên trên 2 đúng không ạ? Như vậy đây sẽ bằng 4 căn 3. Đơn vị là cm. Về đây ta để ý này, sin của trừ pi 6 là một số âm. Số âm nhân với âm đây v lớn 0. Vậy thì ta kết luận là gì? Tại thời điểm ban đầu t bằng 0 thì vật có ni độ x bằng 4 căn 3 cm và đi theo chiều dương. Đi theo chiều dương. Các em nhìn đây ạ, v lớn 0 này, đi theo chiều dương. Tương đối dễ đúng nhỉ? Những cái này các em đều bấm máy tính được cả. Hoặc là có một cách số 2, đó là chúng ta có thể sử dụng đường tròn pha.